tai nạn làm chú rể và 12 người chết, chuyện tình xa, nhìn rạp cưới rơi nước mắt. Vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam khiến 13 người thiệt mạng đã làm tan tành giấc mơ hạnh phúc của đôi trai gái từng tha phương để kiếm miếng cơm manh áo nơi xứ người. Chuyện tình xa xứ vỡ tan trong nước mắt. Ngày 29 tháng 7, chiếc xe rước dâu mang theo 17 người thân của chú rể Nguyễn Khắc Long ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị xuất phát từ Lương Điền hướng đi Bình Định. Đó là một chiếc xe cũ và không được đẹp đẽ như những chuyến xe đưa dâu thường thấy. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình Long đành liệu cơm gắp mắm. Không ai ngờ đó là chuyến xe tử thần. Đến người bi quan nhất cũng không nghĩ ngày vui của Long và gia đình lại kinh hoàng đến thế. Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Quảng Nam đã cướp đi 13 mạng người, trong đó có chú rể Long, mẹ Long, chị Long và cháu Long. Long vốn là con út trong gia đình, có 4 người con, 3 trai 1 gái. Chớ trêu, cha của anh cũng mất vì tai nạn giao thông. Cách đây hơn chục năm, ông Lê Văn Huân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng cho biết gia đình Long nghèo. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh vào Nam làm công nhân. Tại đây, anh Long đã quen một người con gái Bình Định, chú rể và cô dâu Lê Thị Yên. Ở thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, huyện Phú Mỹ, Bình Định là những người xa xứ, cùng vào Nam tìm kế sinh nhai. Họ quen và yêu nhau như nồi nào úp vung nấy. Trong cái khổ cực, họ hiểu và thông cảm cho nhau, rồi đến với nhau. Ban đầu, nhiều người tỏ ý can ngăn vì khoảng cách quá xa xôi, nhưng cả Long và Yên đều giữ chặt tình cảm của mình. Được sự động viên của đôi bên gia đình, họ đã tổ chức tiệc cưới tại Bình Dương trước sự chứng kiến của bạn bè. Việc còn lại, quan trọng không kém, là ra mắt đôi bên gia đình ở quê. Theo kế hoạch, trưa 30 tháng 7, lễ cưới được tổ chức ở nhà gái và đôi vợ chồng trẻ sẽ ra mắt họ hàng chòm xóm ở nhà trai vào ngày 2 tháng 8. Tiếc thay, họ đã không còn thêm một cơ hội nào đứng bên nhau trong xiêm y cô dâu chú rể để nhận sự chúc phúc của mọi người. Rơi nước mắt, nhìn rạp cưới không người. Theo bà Lại Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Quang, cô dâu Lê Thị Yên là con ông Lê Đức Tuân, năm 2 tuổi. Vợ chồng ông Tuân làm nông, có 3 người con, trong đó chị Lê Thị Yên là con giữa. Những năm gần đây, vợ ông Tuân là bà Nguyễn Thị Kiều, 50 tuổi, bị đau tim và gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Mỹ Quang. Khoảng 5 giờ sáng 30 tháng 7, nhận hung tin gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long bị nạn tại Quảng Nam, bỏ mặc tất cả, gia đình cô dâu vội thuê xe ra Quảng Trị, một người bác và vài người cháu họ ở lại nhà cáo lỗi với bạn bè láng giềng. Thay vì những lời chúc phúc hay những lời ca tiếng hát tràn ngập yêu thương, không khí tại nhà cô dâu Lê Thị Yên đầy u ám, tang thương. Trưa 30 tháng 7, nhiều người hàng xóm và bạn bè đến dự tiệc cưới tại nhà cô dâu mới biết được tin buồn. Nhìn rạp cưới với hàng chục mâm cổ được đặt sẵn, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Theo ông Trần Hòa, trưởng thôn Bình Trị, cô dâu là con giữa trong số 3 người con của vợ chồng ông Lê Đức Tuân, 52 tuổi, và bà Nguyễn Thị Kiều, 50 tuổi. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, các con của ông Tuân phải sớm rời quê nhà đi làm công nhân, làm thuê khắp nơi. Ông Tuân ở nhà làm mấy xào ruộng, nuôi vịt, nhưng không có vốn để đầu tư, chăm sóc nên chẳng có hiệu quả, thậm chí còn thua lỗ. Bà Kiều bị hở hai van tim mấy năm nay nên mất sức lao động, vào bệnh viện khám thì bác sĩ thông báo phải mổ với chi phí khoảng 200 triệu đồng, nhưng gia đình đào đâu ra số tiền đó, bây giờ 10 triệu còn kiếm không ra. Hội chữ thập đỏ của địa phương đến thăm, nói chờ có chương trình nào hỗ trợ sẽ ưu tiên cho bà Kiều mổ tim, nhưng chờ mấy năm nay cũng chưa có. Hoàn cảnh gia đình đó căng quá, giờ đến đám cưới lại nghe tin vậy thì ai mà không rơi nước mắt. Ông Hòa nói, chị Lê Thị Sinh, em gái út của cô dâu, cũng nức nở khi ngồi trên xe để cùng gia đình ra Quảng Trị viếng tang anh rể. Chị Sinh kể, khi vào Bình Định tổ chức đám hỏi, nhiều người trong gia đình anh rể Nguyễn Khắc Long nói lấy vợ quá xa. Hai gia đình cũng biết chuyện cưới xin ở xa vất vả nên rất thông cảm, chuyện lễ nghĩa cho nhau. Trước ngày cưới, anh rể nói em xin nghỉ vài ngày để đưa chị đi làm dâu, ra nhà anh ở Quảng Trị chơi vài ngày cho biết nhà. Hôm nay là ngày vui của anh chị, em xin nghỉ ở nhà để chuẩn bị mọi thứ, em muốn mọi thứ trong đám cưới anh và chị thật lung linh, thật viên mãn. Vậy mà ai ngờ, ngày cưới của anh chị là ngày đại tang của gia đình anh, chị Sinh nức nở.
vụ xe rước dâu gặp nạn, đám cưới hóa đại tang, quê nhà khóc đón nhận nạn nhân trở về. Từng chuyến xe cứu thương chở các nạn nhân về đến quê nhà là từng tiếng khóc nghẹn xé tan bầu không khí tĩnh lặng của thôn Lương Điền. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, nhiều người dù không phải bà con họ hàng cũng không cầm được nước mắt. Theo lời kể người thân của các nạn nhân, theo kế hoạch đúng 23 giờ ngày 29 tháng 9, đoàn xe xuất phát từ nhà chú rể Nguyễn Khắc Long vào Bình Định để kịp tổ chức hôn lễ tại nhà nữ lúc 8 giờ sáng ngày 30 tháng 7. Dự kiến sau khi hôn lễ được tổ chức tại nhà nữ, đoàn rước dâu sẽ trở về tổ chức tại Quảng Trị vào ngày 21 tháng 6 âm lịch tới đây. Trên đường vào Bình Định khoảng 2 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 7, khi đến địa bàn xã Điền Bàn, tỉnh Quảng Nam, xe khách chở nhà nam không may va chạm với xe container di chuyển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người đi trên xe khách tử vong, 4 người khác bị thương nặng. Điều đau xót hơn, hầu hết các nạn nhân gặp nạn trên xe đều là bà con họ hàng với nhau. Mới sáng ra, nghe tin dữ, dân làng ai cũng bàng hoàng, chưa bao giờ mọi người lại phải chứng kiến một sự việc đau lòng như thế. Từ sớm, mọi người đã đổ ra đường, mong ngóng từng chút thông tin một người dân thôn Lương Điền chia sẻ. Tầm 10 giờ sáng, từng chuyến xe cứu thương chở các nạn nhân về đến quê nhà là từng tiếng khóc nghẹn xé bầu trời không khí tĩnh lặng của thôn Lương Điền. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, nhiều người dù không phải là bà con họ hàng cũng không cầm được nước mắt. Trong căn nhà nhỏ cấp 4 của gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long, tiếng khóc liên tục vang lên. Ngoài bà con làng xóm còn có chính quyền địa phương đến chia buồn cùng gia đình khi đám cưới trong phút chốc hóa thành đại tang, nỗi đau mất mát đến với gia đình quá lớn. Sau vụ tai nạn, ngoài chú rể còn có 3 người khác trong cùng một gia đình tử nạn là bà Ngô Thị B, mẹ của chú rể, chị Nguyễn Thị Nhung, chị gái của chú rể và bé Nguyễn Thư Kỳ, cháu của chú rể. Được biết, gia đình của anh Nguyễn Khắc Long cũng khá hoàn cảnh. Bố của anh Long không may qua đời vì tai nạn cách đây khoảng 10 năm, bà B ở vậy nuôi con cho đến bây giờ. Anh Long vào Bình Dương lập nghiệp được khoảng 5 năm nay, trong thời gian này đã quen và quyết định đi đến hôn nhân với người vợ hiện tại. Trong nhà có 4 anh em thì anh Long cùng chị gái không may qua đời trong tai nạn vừa rồi. Ngoài gia đình chú rể còn có những trường hợp thương tâm khác trong cùng gia đình tử nạn như vợ chồng ông Nguyễn Khắc Nguyên, bà Nguyễn Thị Gái, hai anh em ông Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Khắc Mỹ. Các gia đình đều ở gần nhau, không khí tang thương bao trùm cả một vùng quê. Trước sự việc thương tâm, trong cùng một ngày, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã kịp thời có mặt tại gia đình các nạn nhân để thăm hỏi, động viên, giúp đỡ. Ông Nguyễn Khắc Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, trước mắt, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ, giúp đỡ tối đa cho gia đình các nạn nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi người thiệt mạng, hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi người bị thương, ông Chính nói. Vụ tai nạn khiến 13 người chết ở Quảng Nam hé lộ nguyên nhân ban đầu. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân là do lái xe khách chở 17 người trên xe đã lấn sang phần đường ngược chiều của xe container gây ra vụ tai nạn thảm khốc, khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam sáng 30 tháng 7. Chia sẻ về nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn, một cán bộ phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, tại hiện trường, hai đầu xe khách và container dính chặt với nhau. Lực lượng cứu hộ dùng công cụ hỗ trợ cắt, khoan cabin, giải cứu tài xế mắc kẹt và đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Căn cứ hiện trường vụ tai nạn, có thể nhận định do xe khách 15 chỗ mang biển kiểm soát 75B00052 do tài xế tên Cương điều khiển đã chạy lấn làn sang phần đường xe container và gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là nhận định ban đầu. Còn kết luận sau cùng, chính xác nhất, phải chờ cơ quan điều tra công bố. Hiện các ban ngành liên quan cũng đang gấp rút hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, vị cán bộ này nói. Theo người dân sống trên đoạn đường này nhận định, khu vực xảy ra tai nạn thuộc tuyến đường tránh quốc lộ 1 và đây là đoạn đường khá nhỏ, mỗi bên chỉ có một làn đường. Có thể do tài xế, xe ô tô khách lạ đường hoặc ngủ gật nên lạng sang phần đường xe container. Ở một diễn biến khác, ông N, 54 tuổi, người tham gia giải cứu các nạn nhân ngay khi vụ tai nạn xảy ra, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, sau tiếng ầm lớn. Chúng tôi đoán là có tai nạn giao thông, nên chạy ra xem như thế nào. Lúc ra đến hiện trường, tôi thấy người nằm la liệt trong xe. Nhưng không ai cử động, rồi cũng lúc đó,
những tiếng khóc gào thét trong đêm. Một lúc sau, tôi cũng bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Và cùng những người khác, kéo các nạn nhân ra khỏi xe. Cũng theo ông N, lúc đó rất nhiều người chết và bị thương. Đầu xe thì bẹp rúm, nên khi lực lượng cứu hộ đến, phải dùng cưa chuyên dụng, để cắt xe, đưa 5 người còn lại ra ngoài. Đến khoảng gần 5 giờ sáng, thì tất cả thi thể các nạn nhân mới đưa được ra ngoài. Trước đó như đã đưa tin. Vào khoảng 2 giờ 30, ngày 30 tháng 7, một vụ tai nạn giao thông, đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện. Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, làm 13 người tử vong. Toàn bộ người tử vong và bị thương, đều đi cùng trên chiếc xe. 75B-00052. Đây là xe chở gia đình chú rể, ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, vào Bình Định rước dâu. Chú rể cũng đã tử vong. Ngay trong sáng nay, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, tỉnh Quảng Nam, đã đến hiện trường chỉ đạo. Xử lý hậu quả, vụ tai nạn giao thông, nghiêm trọng này. Tỉnh Quảng Nam cũng hỗ trợ ban đầu, cho nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Người bị thương 2 triệu đồng. 13 thi thể người gặp nạn, được Quảng Nam hỗ trợ xe, đưa về quê. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Trương Hòa Bình, đã có công điện thăm hỏi. Động viên gia đình các nạn nhân tử vong. Đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nói trên.